Liên quân đi oanh kích thủ đô Yemen suốt đêm, tin từ Sana Yemen. Các đợt không kích suốt đêm thứ Sáu ngày 22 tháng 5, nhắm tiền đồn quân sự của binh sĩ vệ binh Cộng hòa danh tiếng ở thủ đô đang do phiến quân hộ Thị kiểm soát đã gây hỗn loạn cả khu vực. Ít nhất 4 hỏa tiễn từ chiến đấu cơ oanh kích rơi trúng một trại huấn luyện của vệ binh Cộng hòa tại Sana vào cuối ngày thứ Năm ngày 21 tháng 5. Người ta thấy những cột khói xuất hiện tại địa điểm bị dội bơm, nhưng chưa nghe phúc trình về con số thương vong. Các vụ oanh kích dồn dập được thực hiện sau vụ hai định thờ Hồi giáo của người Shiite tại một tỉnh miền đông của Saudi Arabia và một tại thủ đô Sana của Yemen bị đánh bom tự sát trong ngày thứ Sáu. Cũng trong ngày này, các chiến đấu cơ của liên quân oanh kích dinh tổng thống tại thủ đô hiện đang bị phiến quân người Shiite chiếm giữ và kiểm soát từ tháng 9 liên quân các quốc gia Ả Rập Sony do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào cuộc nội chiến tại Yemen từ ngày 26 tháng 3 bằng các cuộc không kích để buộc phiến quân Houthi đồng minh của Iran phải rút khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm được từ năm rồi và để phục hồi quyền lực của tổng thống Yemen lưu vong Abd Rabu Mansour Hadi. Một loạt vụ tấn công mới nhất kể trên được thực hiện trước khi các cuộc đàm phán hòa bình của Yemen được Liên Hiệp Quốc tài trợ được tổ chức vào ngày 28 tháng 5 tại Geneva, Thụy Sĩ.